Nghề làm nàng tiên cá đang rất hot ở Mỹ, Brazil, Philippines, Singapore, Malaysia, toàn những quốc gia phát triển, nhưng hôm nay đã thực sự xuất hiện ở Việt Nam. Vì thương hiệu đồ bơi tiên cá Momentum chính thức ra đời, không còn phải nhập mua đồ bơi người cá, tiên cá dởm mà mắc tiền của các thương hiệu khác về bán cho trẻ em Việt Nam nữa. Tiêu chính thức làm đuôi nàng tiên cá cho các bạn. Nhìn câu lạc bộ tiên cá của Tiêu hôm nay, các bạn người cá tập luyện quá hăng say, tôi cảm thấy rất phấn khởi cho tương lai đất nước. Những bạn trẻ bình thường nay đã được giúp trở thành người cá, cuộc sống của các bạn cũng đổi khác 180 độ, không còn mơ hồ về tương lai vô định nữa. Tất cả ai trở thành tiên cá của câu lạc bộ Tiêu đều có chung sứ mệnh cứu thiên nhiên và động vật, không còn nằm ở nhà chơi iPad, lên mạng coi mấy cái clip dạy làm sàng bậy bạ vào cuối tuần, mà các bạn đều tụ tập về đây đến câu lạc bộ tiên cá với Tiêu để cùng nhau tập luyện tu tiên, gặp gỡ những người bạn cùng chung sở thích, giao lưu với bạn bè nữa. Tôi đã làm được điều đó, hỏi thử ở đất nước Việt Nam này ai đã làm được gì cho các em nhỏ thật sự chưa, hay họ còn lợi dụng các em để kiếm tiền tư lợi cho bản thân. Các bạn có biết không, những cái YouTuber ở Việt Nam coi trẻ em làm mỏ vàng, họ sẵn sàng lên mạng làm những việc xấu để hủy hoại sự trong sáng của các em, biến các em trở thành người thường xấu xa. Còn Tiun cống hiến hết tiền của mình trước giờ để cứu động vật, để giúp các em từ người thường trở thành một người cá khỏe mạnh, có trí tuệ. Vậy mà tôi bị bài xích hả? Các bạn thấy chưa? Thấy những người xấu kia chưa? Họ đang muốn chia rẽ các bạn, biến các bạn trở thành những tội nhân, những người làm hại thiên nhiên và động vật của đất nước. Hãy hỏi thử những bạn nay đã trở thành người cá của thương hiệu Momentum có sướng không? Tất nhiên các bạn ấy đều thấy đó là một phép màu, vừa được chơi vui, vừa được tặng quà, lại có sức khỏe tốt, không còn bệnh tật, thì học hành cũng tiến bộ hơn. Vẫn chưa hết đâu, đây chỉ là những điều căn bản nhất mà tôi tặng cho các bạn khi trở thành người cá thôi. Còn khi thành người cá thật sự rồi, chuyên nghiệp rồi, các bạn sẽ còn sung sướng nhiều hơn nữa. Mà các bạn biết niềm vui sướng nhất của một người cá tiên cá là gì không? Là được mang đến niềm vui cho tất cả muôn loài. Các bạn có bao giờ để ý đến những trẻ em khuyết tật đang được điều trị ở các bệnh viện không? Không chỉ nỗi đau thân xác mà còn nỗi đau tinh thần trong bốn bức tường. Bây giờ trẻ em bị bệnh ung thư nhiều lắm, do cái chế độ ăn uống thịt động vật của các em á. Rồi nhờ những cái hình ảnh tiên cá của Tiun đã nâng đỡ tinh thần cho các bạn ấy rất nhiều. Fan của Tiun trong bệnh viện rất là đông luôn đó. Chỉ khi nào các bạn bị bệnh rồi, mấy bạn mới thấy ý nghĩa của việc có sức khỏe là như thế nào. Có sức khỏe, có chân tay lành lặn mà không được làm người cá, thiệt là uổng phí quá. Khi thành tiên cá rồi thì lỗ tai của bạn không chỉ nghe những tiếng các loài vật, mà còn có thể nghe được mọi tiếng thống khổ trong thế gian này, trong quán nhậu này, trong chợ này. Mà cái tiếng than khóc nhiều nhất là phát ra từ bệnh viện, từ trong chợ, từ những con vật bị sát hại, từ những người bệnh đang cận kề với cái chết. Và đáng thương nhất là những em nhỏ, những ước mơ của các bạn Tiêu đều nghe thấy, nhưng vì trước kia Tiêu chưa đủ duyên để thực sự biến ước mơ tiên cá thành hiện thực cho tất cả mọi người. Tiêu bị người thường lợi dụng cho những lợi ích của họ, làm tôi mất quá nhiều thời gian. Tiêu biết nhưng mà vẫn phải chấp nhận, vì phải trải qua những cái đó để có được như ngày hôm nay thương hiệu đồ bơi tiên cá thật sự ra đời. Vì các bạn, khả năng chạm là biết bơi của Tiun còn có thể khai tâm cho các bạn, mở ra những luân xa đánh thức thần thức. Tiun làm được như vậy, không tin hỏi các đệ tử của Tiun xem có phải các bạn ấy ngày càng khỏe mạnh hơn và đang gặp rất nhiều vận may trong cuộc sống. Bây giờ những bạn đã được làm nàng tiên cá ở Việt Nam đang có một cuộc đời rất là thú vị. Từ ích kỷ không có bạn bè chơi, bây giờ có chung một đám bạn cùng chung chí hướng, từ xấu tính lại trở nên tốt bụng, từ không biết ăn chay giờ đã có thể mở rộng ra chuỗi thức ăn của mình, ăn chay ngon quá mê tiêu luôn. Đấy chính là cuộc sống bất ngờ mà tôi dành cho những ai muốn trở thành người cá. Đừng để bệnh tật đày đọa thân thể của bạn, hãy trở thành người cá sớm đi nha. Đây cũng là một cái nghề rất hot, làm người cá đi biểu diễn ở các thủy cung nè, hay đi dạy bơi người cá là một môn thể thao mới có lợi cho sức khỏe.
còn hơn tập yoga, tập gym hay chơi thể thao. Chơi môn thể thao nào nó cũng có chấn thương, nhưng mà bơi người cá thì nó chỉ có tốt hơn mà thôi, mặc dù nó tập luyện khắc nghiệt nhất, càng lặn được sâu càng tốt. Bởi vì tính ra mà học bơi người cá quá là khổ hạnh luôn đó các bạn, nhưng mà thành tựu rồi thì các bạn khai mở được tất cả sức khỏe trí tuệ ở trong thân thể của mình, khai sáng tâm hồn mình luôn. Chi phí học bơi người cá ở Việt Nam là thật sự tôi để quá rẻ, vì đây là quê hương của tiên cá, của con rồng cháu tiên, chứ học ở nước ngoài thì mắc tiền lắm, mắc hơn tiền đi học đại học luôn á. Tôi đã làm hết mình vì biến ước mơ tiên cá hiện thực cho các bạn rồi đó nha. Còn ai muốn trở thành người cá thì nhanh chóng đi đến với Tiêu, còn không có cơ hội mua đuôi tiên cá thì đăng ký kênh của Tiêu thiệt nhiều. Để làm chi? Để khi mà tôi chạy một cái sự kiện tặng đuôi tiên cá thì các bạn có cơ hội lãnh được cái quà đó, hiểu không?